tôi được biết là Ngọc Phạm cũng có ra một số album về âm nhạc đúng không? Dạ chưa, em chỉ là làm chơi chơi thôi. Em là một ca sĩ, người ta bảo là em là ca sĩ giải lao đó anh. Có nghĩa là em thường phải hát vào những cái lúc mà AGB đi thay đồ để quay trở lại. Đó là nói vui. Cái cơ duyên nào mà Ngọc Phạm với anh Jimmy Nguyễn biết nhau? Thật ra thì mọi người đều nghĩ là Ngọc Phạm là Việt Kiều. Dạ không phải đâu anh, em là người Việt Nam 100%. Thì em nhớ là cái năm đó là năm 2000, anh Jimmy trở về Việt Nam. Thì cái năm đó là năm cuối cùng của tụi em học lớp 12. Để lên đại học, chia tay nhau thì cả đám mới rủ nhau đi chơi. Thì trong một cái buổi đi chơi vô một cái club á, thì gặp anh Jimmy thì cả đám mới cuồng điên lên. Thì em bị một cái nhóm bạn là xúi. Tại vì trong nhóm đi chơi là em là một cái người mà rất là dạn dĩ ấy. Thì mấy bạn mới nói là ê, ta thách mày đi lại đó để xin chữ ký của anh Jimmy đó. Cuồng quá, không có đứa nào đứng yên được hết. Thế em mới bảo là có gì đâu mà không dám lại. Rồi em bàn lại. Thì không hiểu sao cái lần đầu tiên gặp anh cho chữ ký xong thì anh lại để lại số phone của anh ở trên cái tờ giấy chữ ký đó. Thì về thì em mới bỏ đi, em cũng không để ý. Nhưng mà em gái em lúc bấy giờ ấy, em gái ruột của em ấy thì lại biết câu chuyện đó và thấy cái số điện thoại đó. Dài số nhớ đẹp lắm rồi đó. Em nhớ là đâu có 5 hay là 6 cái số 8 ở sau đuôi ấy. Em gái mới hỏi là ủa sao không gọi điện cho anh ấy đi đồ này kia. Thế là em mới nghe lời xúi một lần nữa. Em bị chết là bởi vì lần đầu tiên nói chuyện điện thoại, ôi cái giọng ai mà hay quá vậy. Ngộ không? Và khi đó anh nói chuyện gần 1 tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ, anh kể chuyện về cái cuộc đời của anh và một số những tai nạn của anh. Nói chuyện với fan lần đầu tiên. Fan lần đầu thôi mà sau này anh mới giải thích là anh hiểu sao anh nhìn mặt em có uy tín vậy, có niềm tin vậy. Anh nói chứ bình thường anh không có thói quen nói vậy. Nhưng mà sau cái lần nói chuyện đó thì là em bị tai nạn. Em bị đụng xe thôi. Thì em bị nát bươm cái điện thoại đó, là mất luôn số anh Jimmy. Mất luôn liên lạc luôn. Và lúc đó là cũng hơi bị tương tư xíu mà không biết cách nào gặp hết. Rồi sau đó thì đến 2 năm sau, là có nghĩa là khoảng 16 năm, em từ Hải Phòng theo ba mẹ vô trong Sài Gòn. Thì đó là lần đầu tiên em trở lại thăm quê là Hải Phòng. Thì em gặp lại anh Jimmy một lần nữa ở đó. Thì cũng lại tiếp tục lại bị một nhóm em họ nó xúi lại tiếp. Tại vì nó cuồng ống. Có Jimmy Nguyễn mới hát ở đằng kia kìa. Thì em với bụng mẹ em bảo là ở cách đây 2 năm có gặp. Nhưng em chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà nghe mà có thổn thức không? Đúng, có hồi hộp. Không đập thì đó, tại vì trước đó là nói là tương tư ổng, đúng không? Đúng, thật sự là có. Thế đến chừng đi lại cái nhà hàng đó thì em vừa đến cửa thì anh cũng vừa đến cửa. Anh nhận ra liền không? Anh không nhận ra ngay. Mà em cũng bị cái nhóm em nó xô lại trước mặt luôn. Nó cuồng quá, nó bảo chơi 2 năm trước chị có gặp anh ấy thì bây giờ chị lại đi, lại xin chữ ký đi. Sao em bảo không, mày điên quá, đó là gặp thôi ông 1000 fan mà sao mà nhìn nhận ra được không? Xong nó xô lại một phát anh ạ. Em lỡ đứng trước mặt rồi thì em phải hỏi luôn là anh ơi, anh có nhớ em không? Wow. Ông nhìn em mày nè. Có. Cái nói đại. Thế mà nhớ đó anh. Yeah. Ghê không? Thế mà em bảo là chứ có nhớ đâu, nó xạo. Thế anh bảo nhớ thiệt. Có phải em là tên là chữ gì anh cuối không? Tại tên thật của em là Kim Anh. Và em có cái số đuôi điện thoại này đúng không? Theo Quốc Thượng đoán nha, có thể là trong cái giây phút định mệnh mà gặp nhau để xin chữ ký trong lớp là ảnh có để ý chị Ngọc Phạm. Cho nên cố tình để cái số điện thoại để mà cho chị gọi. Jimmy ơi, có đúng như vậy không? Không biết đúng hay không mà đến bây giờ anh cứ nói vậy nè. Trời ơi, đêm hôm qua em có biết là em nằm ngủ là anh nhìn em không? Thế em bảo tự dưng người ta ngủ nhìn sao mà biết được. Rồi có anh nhìn, mà anh nhìn anh nói cái gì. Anh nhìn anh bảo trời khủng khiếp qua khuôn mặt thì sao biết kiểu gì mà ở đây suốt đời chắc tôi chết. Bàng hoàng giữa đêm. Trên nhiều khi là anh cho số như anh chắc hối hận về điều đó lắm. Hối hận như đâu mà tới ba đứa con vậy. Hai vợ chồng có bao giờ mà gây nhau? Trời và ơi. Mỗi một lần gây nhau thì cái phản ứng của hai người như thế nào? Thật ra thì khoảng 6 năm đầu em với anh Jimmy gây lộn nhiều lắm anh. Cái thời điểm đó anh Jimmy là người rất là giỏi, hiểu biết. Em thì là một cô gái mới lớn nhưng mà lại cũng hay tinh tướng. Cứ nghĩ những cái gì mình cũng biết. Mà xin lỗi nữa, mà xin lỗi nghe, cô gái Hải Phòng nữa. Thì đó, cũng ngang bướng nữa. Những cái lúc như vậy dù xách vali ra khỏi nhà rồi nhưng mà nghĩ lại. Rồi anh Jimmy anh cũng hạ mình xuống và em cũng biết cái lỗi của mình. Xong rồi anh Jimmy lại cua lại từ đầu. Thế cơ thôi mình làm quen. Cua lại từ đầu. Còn vậy nên tụi em tại sao tồn tại tới 20 năm là bởi vì cua lại từ đầu hoài. Thôi mình làm quen nhé, tối nay mình đi ăn nhé. Rồi làm quen lại từ đầu. Rồi ra đứa. Ra đứa. Đó là cái vui thôi. Yeah. Nhưng mà cái chính là theo Quốc Thượng nghĩ là do là mỗi người tìm thấy một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời. Yeah. Để mà mang đến một cái đời sống hạnh phúc nó trọn vẹn.
Thôi thì bây giờ những cái gì mà chất chứa trong lòng hoặc là những cái gì đó là rất muốn nói, rất muốn chia sẻ với Jimmy thì chị có thể nói. Để khi mà phát sóng, anh Jimmy sẽ được nghe. Thật ra thì nếu mà như vậy thì em chỉ có một lời muốn nói với anh Jimmy là cho dù là những cái năm tháng trải qua như vậy mà có những lần mà khắc khẩu hay thậm chí có những lần mà em cãi anh hay gì đó thì nó cũng chỉ là một cái khoảnh khắc thôi. Còn cho dù như thế nào đi chăng nữa sau này thì ở trong cái đầu này hay trong cái tim này luôn luôn anh là một người yêu lớn, một người thầy lớn đối với bốn mẹ con. Xúc động lắm, cảm ơn. Anh Jimmy là một ca sĩ với rất là nhiều những bản tình ca, là một người làm những cái ca khúc rất là lãng mạn. Vậy thì không biết ở ngoài đời anh chồng Jimmy anh có lãng mạn không? Thật ra anh Jimmy thì là một người rất là lãng mạn và sâu sắc. Nhưng mà cái lãng mạn của anh Jimmy nó không giống như người khác. Có nghĩa là anh ấy thường xuyên hay quên những cái ngày lễ, ngày sinh nhật gì, anh không quan tâm chuyện đấy đâu. Anh lãng mạn có nghĩa là anh có thể tự dưng bất thình lình một ngày ngồi lấy cái giấy gói thuốc hay là bất cứ một cái gì anh xếp qua anh tặng cho vợ, đi đâu đó mua đồ tặng cho vợ hay cái gì đấy. Thậm chí là vô bếp nấu tí xíu cơm cho vợ hay con mà sắp xếp giống như MasterChef 5 sao vậy đó. Nhưng mà bảo là anh nhớ cái ngày sinh nhật hay là lễ Valentine thì ngày anh yêu nhau là ngày cưới. Anh không có nhớ đâu, anh còn không nhớ sinh nhật của anh mà. Rồi muốn khi nếu mà mình nói thì ông sẽ nói là ơ, thế là em chỉ muốn có một ngày lễ tình nhân thôi à? Phải 365 ngày chứ, sao lại tự dưng đòi ngày hôm nay là lễ tình nhân? Ngày nào cũng phải là Tết chứ, ngày nào cũng phải lễ tình nhân chứ, ngày nào cũng phải là của phụ nữ chứ. Sao lại là phụ nữ gì mà sao chỉ đòi hỏi thế thôi à? Cùi bắp. Ok em đấy chị ạ. Rồi, mời anh ba chị ạ. Dạ, anh cứ pha trà đi để em mồi trước. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày mà phải nói là rất là hạnh phúc bởi vì được ngồi trực tiếp với đại thần tượng của mình nè, rồi cũng được thần tượng của mình pha trà cho mình uống nữa ở trong một cái không gian rất là đẹp và rất là hay và thậm chí là rất tĩnh tâm như thế này. Ở đây có một cái suối nước, có những em bé cá rất là xinh xắn. Anh ơi, cái chỗ này là chỗ mà anh chị thường hay tiếp khách hả? Thông thường thì những cái người khách mà họ lại thích uống trà, chung là những người bạn uống trà riêng về về của anh ấy thì là coi như là những cái người, người bạn thân. Còn riêng về Phạm thì thường cái chỗ này là cái chỗ cơ ngơi của Phạm. Ít khi anh đến đây thì Phạm thông thường là giới thiệu bạn bè thân yêu hoặc là những người khách. Những người khách họ vào đây họ thấy cái gì sao lại có trà như thế này thì Phạm sẽ là cái người giới thiệu và trình bày là cái cách uống trà. Mình cũng là một học sinh của Phạm. Ồ. Phải tập tành làm sao pha trà. Đấy. Mình tặng cái trà đấy cũng hơi cầu kỳ. Từ cái nước sôi xong rồi đổ vào trong bình, rồi đổ vào đây, rồi đổ lại ngược lại đây. Là từ cái chi tiết đấy nó cũng là hơi cầu kỳ một chút. Nhưng mà nó xứng đáng để khi mà mình uống được cái trà, mình cảm thấy là nó cái vị của nó rất là hay. Mời làm nha. Anh nói nha. Uống trà cũng là một nghệ thuật đó mọi người, chứ không phải là đơn giản. Thực ra là cái cách pha trà của mình ấy thì nói chung ra là nó cũng vẫn còn là bình dân. Thế còn mà cái người mà pha trà thật sự ấy, mà họ gọi là về đạo trà ấy, thì là từng ly từng tí từng nó không giờ chơi gôn không vui gì chơi gôn, tức là từng ly từng tí từng cái tắt từng cái bình phải là như thế nào, làm bằng cái gì, ôi giời nó nhiều. Một cái bình mà để chất lượng cho cái người mà chơi theo đạo trà, cái bình phải nói là kể cả cái bình có thể là mua được một căn nhà đấy. Wow. Thì thấy nhỏ nhỏ thế đấy cũng có thể mua được một căn nhà. Thì cái đất thì mời. Rất là thành mát. Anh ơi, em nghĩ là bây giờ là chúng ta bắt đầu một cái cuộc trò chuyện mà nó thân mật đi. Dạ ha, để cho anh dễ chia sẻ nhiều hơn với em. Thật sự ra ngày xưa lúc mà em biết